Hello, Vucoboy, xin chào tất cả các bạn. Thì thời gian gần đây một số người dùng điện thoại á sẽ gặp một cái lỗi, đó là chúng ta thực hiện cái cuộc gọi Messenger á, thì cái màn hình nó bị chớp tắt, cũng giống như cái lỗi giống như mô tả trong video clip này nha các bạn. Xin mời các bạn cùng xem. Đó, các bạn thấy không, nó chớp tắt ha. Đó, màn hình nó bị chớp tắt như vậy đó các bạn. Thì vấn đề của cái lỗi này là như thế nào và cách khắc phục ra làm sao ha. Cái lỗi này á, là do cái ứng dụng Messenger nó đang cập nhật lại phiên bản mới nên nó không tương thích với hệ điều hành bên trong máy, nên nó dẫn đến cái lỗi gọi bằng Messenger thì nó nhấp nháy như vậy. Thì để khắc phục được lỗi này, chúng ta có 4 bước rất là đơn giản thôi. Xin mời các bạn hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Ok, để khắc phục được lỗi này, đầu tiên bước đầu tiên các bạn hãy vào cái cửa hàng CS Play nè. Các bạn vào đây giúp vui của Apple ha. Và chúng ta tắt cái cập nhật này đi. Các bạn vào phần cài đặt nè. Rồi, lựa chọn ưu tiên về mạng. Các bạn thấy là tự động cập nhật ứng dụng nè. À, chúng ta vào cái phần là không tự động cập nhật ứng dụng các bạn. Chúng ta vào đây để tắt. Rồi, tiếp theo là các bạn sẽ mở cái app Market này lên nha các bạn. Rồi chúng ta vào cái chữ tôi ha, tôi phía dưới nè. Sau đó các bạn vào cái phần cài đặt ở trên đây ha, cài đặt. Rồi chúng ta tắt cái tự động cập nhật. Đây, chúng ta tắt cái tự động cập nhật này đi. Chúng ta tắt đi. Thì giống như lúc nãy của Apple có nói á, là do là cái ứng dụng của chúng ta nó cập nhật lên ha, một cái phiên bản mới, cái phiên bản không tương thích nên nó xảy ra cái vấn đề này. Đó là bước đầu tiên thôi các bạn. Và cái bước tiếp thứ hai, bước tiếp theo là các bạn nên xóa cái Messenger đi. Đây, chúng ta gỡ cài đặt này đi, gỡ ha. Chúng ta gỡ cài đặt của cái phiên bản này nó phiên bản update lên nên chúng ta gỡ nó đi. Chúng ta cài một cái phiên bản fix lỗi thì cái máy chúng ta nó mới hết lỗi được. Còn hai cái thao tác lúc nãy á, là tắt cập nhật trên CS Play và App Market á, để làm chi, để khi chúng ta cài cái phiên bản fix lỗi này rồi thì trong máy chúng ta nó sẽ không có tự động cập nhật lên phiên bản mới nhất nữa, và cái phiên bản đó là cái phiên bản không tương thích. Rồi, thì để tải được cái phiên bản này thì các bạn truy cập vào kênh của Apple hoặc là cái đường link bên dưới ha. Mình có để cái đường link của cái app fix lỗi ở bên dưới, các bạn vào phần mô tả nha. Rồi, các bạn vào phần mô tả nè, vào phần mô tả của video clip thì của Apple có để phía dưới cái đường link nè. Các bạn chỉ cần nhấp vào cái đường link này, nó sẽ chuyển qua một cái Google Drive ha, để chúng ta tải cái ứng dụng fix lỗi này. Các bạn bấm tải xuống. Rồi, chúng ta bấm bằng chọn bằng chơm ha. Hoặc là các bạn nào mà không có tải được bằng cách này á, chúng ta tiếp tục bấm tải xuống nha. Nếu mà cái máy nào các bạn không tải được bằng cách này á, thì chúng ta sẽ copy cái link mà Vucoball đã dưới phần mô tả. Rồi các bạn sẽ dán vào cái trình duyệt hoặc là Google Chrome ha các bạn. Thì lúc đó chúng ta sẽ tải được. Và cách tải thì tương tự giống như Vucoball vừa làm từ nãy giờ. Rồi chúng ta mở nè. Đó, khi chúng ta mở xong thì cái ứng dụng nó sẽ kêu chúng ta cài đặt nha. Một số máy á, thì nó sẽ hiện là cho phép. Các bạn bấm trở lại rồi chúng ta cho phép ha. Có nghĩa là chúng ta cài những cái có một số máy nó hỏi là những cái ứng dụng không rõ nguồn gốc á, thì các bạn cứ cho phép bình thường không sao các bạn. Rồi, xong rồi thì các bạn thấy nè, thì ở cái máy chúng ta sẽ xuất hiện lại cái Messenger. Và cái Messenger này là cái Messenger khắc phục lỗi nha các bạn. Rồi, ok, khi các bạn tải cái Messenger về xong á, đối với những cái dòng máy mà Android 10 á, thì các bạn có thể là vào phần cài đặt nè. Chúng ta vào phần thông tin. Ở trong đây nó có cái mục gọi là tắt tự động cập nhật ứng dụng. Thì các bạn vào đây các bạn tắt luôn nha các bạn. Thì cái ứng dụng Messenger này nó sẽ không nâng cấp lên cái phiên bản mới. Thì đối với những cái máy Android 11 hoặc là 12 á, thì cái Messenger này nó không có cái chức năng là tự động cập nhật, mà chúng ta chỉ cần tắt tự động cập nhật ở cái CS Play và App Market là xong rồi các bạn. Rồi, thì nói tóm lại là các bạn phải thực hiện đầy đủ các bước như sau. Một là các bạn phải tự tắt tự động cập nhật ở trên App Market và cửa hàng CS Play. Cái thứ hai là các bạn hãy gỡ cái Messenger hiện tại đang cài trên máy các bạn đi. Đó là cái phiên bản Messenger đang bị lỗi về cái việc mà cuộc gọi màn hình sẽ nhấp nháy ha.
Rồi khi các bạn xóa xong, chúng ta sẽ tải về ở dưới phần mô tả Google Form có để cái đường link bên dưới, các bạn tải về cài vào ha. Đối với những cái phiên bản thấp á, cái máy phiên bản Android thấp á, thì các bạn vào đây, vào phần thông tin ứng dụng và chúng ta tắt tự động cập nhật một lần nữa. Còn cái máy nào mà ở phiên bản Android 12, 11 trở lên á, thì nó không có phiên bản này thì chúng ta sẽ không cần tắt nó đi ha. Rất là đơn giản thôi, các bạn nhớ thực hiện đầy đủ các bước để mà khắc phục được cái lỗi cuộc gọi trên Messenger màn hình nhấp nháy các bạn. Rồi rất là đơn giản thôi, chúc các bạn cài đặt thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và các bạn nhớ đừng quên đăng ký kênh cũng như là chia sẻ video clip này để cho các bạn đang dùng mà gặp cái tình trạng lỗi tương tự á, thì chúng ta có thể tự khắc phục được. Và các bạn nhớ đăng ký kênh cũng như là cho một like nếu mà video này hữu ích. Đây sẽ là niềm động lực rất lớn để cho Vui Cùng Apple phát triển hơn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều.